Thì ngày hôm qua Mến có chơi một cái mini game như sau là ai đoán đúng được cái tô xí quách này nặng bao nhiêu ký, nhanh nhất, sớm nhất, đúng nhất là Mến sẽ tặng cái tô xí quách này cho người đó, nhưng mà áp dụng cho ai ở Sài Gòn thôi nha. Thì xí quách thì Mến có thể giao trong Sài Gòn mình đi trong ngày được, còn ở tỉnh thì Mến nó tặng không có được. Giờ ha, bây giờ người thật việc thật xí quách thật nè. Giờ Mến bỏ lên nắng can thử coi bao nhiêu ký vậy, em bưng lên chị đi. Mở mở lên đúng không? Rồi ok, em bỏ cái tô xí quách này đi. Rồi mọi người mình cùng xem nha. Cái này là 5 ký 8 năm. 5 ký 8 năm. Bây giờ mình lấy cái con số chuẩn nhất là 5 ký 8 đi nha, cho mọi người dễ trúng hơn. Chứ 5 ký 8 năm thì mọi người sẽ khó trúng lắm. Thì mình sẽ lấy con số chính xác là 5 ký 8. Thì bây giờ mình sẽ kiểm tra ai là người ấy đầu tiên, thì mình sẽ gọi cho người đó, tặng cho người đó. Bây giờ mình tìm được số rồi nè. Bây giờ để mình gọi cho ảnh nha. Mình mở loa lên luôn cho mọi người xem. Tìm được cái người mà đoán đúng 5 ký 8 nhanh nhất, sớm nhất và có chia sẻ luôn. Ảnh tên là Nguyễn Sang đúng không? Nguyễn Sang, Nguyễn Sang. Dạ alo. Ủa anh ơi, anh phải tên Nguyễn Sang không ạ? À thì em là bên nhà Mến Lê, ngày hôm qua em có chơi mini game ai mà đoán đúng được cái tô xí quách đó đó. Thì hôm nay em căng lên thì 5 ký 8. Hôm qua là mình đoán bao nhiêu ký ạ? 5 ký 8 luôn ạ. Vậy là chúc mừng anh nha. Bây giờ em sẽ tặng cái lẩu xí quách này cho anh. Thì cái xí quách và kèm chấm rau nước lèo đầy đủ, có giống như là một cái lẩu như em bán bình thường. Thì em sẽ tặng cho anh cái phần đó. Thì bây giờ nè, anh ở đâu vậy? Không, ở quận mấy? Anh ở quận mấy? Gòn Vấp hả? Dạ ok, tại vì rồi tại vì cái mini game này dành cho những người ai ở Sài Gòn thôi, em tưởng đâu anh ở tỉnh. Thì ở Gòn Vấp thì em sẽ giao trong chiều nay cho anh nha. Dạ rồi ok anh. Dạ dạ chúc mừng anh.